Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ và sau một ngày thứ hai đầu tuần làm việc đầy căng thẳng thì lúc này hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với những thành viên trong gia đình của mình để quây quần bên mâm cơm tối. Và cùng với bữa cơm tối của gia đình quý vị thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị chương trình Chào buổi tối. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút tới của chương trình. Tôi là Vi Dung. Còn tôi là Lưu Phước và hôm nay ngày 24 tháng 10 chúng ta sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. 6 người chết trong một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ tham gia lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2016 đã phải đi tiểu vào chai vì bị bảo vệ của Hoàng Thành Thăng Long chặn cửa nhà vệ sinh. Gạo thái trắng và thơm đang là sự lựa chọn của nhiều người Việt nhưng rất có thể không ít gia đình đang ăn phải gạo phẩm cấp kém tạp chậm hóa. Thuốc tránh thai mới dành cho nam giới có thể sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của việc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn trong thời gian tới. Mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin tức từ sáng đến tối. Thưa quý vị, một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Vân Đình, huyện Thường Tín, Hà Nội, khi một ô tô con được cho là cố tình băng qua đường sắt khi mà tàu hỏa đang đến gần. Hậu quả là ô tô bị tàu đâm nát, 7 người có mặt trên xe thì 6 người chết và 1 người bị thương nặng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng khi tàu hỏa đang di chuyển theo hướng Hà Nam Hà Nội, đâm trúng ô tô mang biển kiểm soát 30A60225 khi chiếc xe đang băng qua đường sắt. Các nhân chứng cho biết vào thời điểm trên họ nghe thấy tiếng động lớn và tiếng phanh của tàu hỏa. Chạy ra kiểm tra, mọi người bàng hoàng chứng kiến cảnh chiếc ô tô đã bị đâm nát, bung cả cửa trước và sau. Xung quanh xe có nhiều người nằm bất động. Hậu quả là 4 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện, riêng tài xế bị thương nặng. Khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn nhưng không có gác chắn mà chỉ có hệ thống đèn và chuông cảnh báo tự động. Người dân địa phương đã dựng rào chắn để hạn chế tai nạn nhưng rào chắn chỉ bắt đầu hoạt động từ 6 giờ sáng. Thời điểm xảy ra tai nạn là 5 giờ 20 phút nên chưa có người gác chắn. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý cũng là tài xế xe ô tô trong vụ tai nạn bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não. Xét nghiệm cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Đêm qua, gần 600 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đã đập phá, bỏ chạy khỏi trung tâm. Số học viên này đã tràn ra quốc lộ 1A, chặn đường các phương tiện giao thông, gây rối và gây kẹt xe nghiêm trọng, khiến cho nhiều người dân vô cùng lo lắng. Trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai cho biết là đến khoảng 17 giờ chiều nay đã có gần 400 học viên được đưa trở lại trại, trong đó có 40 học viên là nữ. Trước đó, vào lúc 19h30 phút tối qua, 23 tháng 10, tại phòng 2, phòng 3 của khu E, khu quản lý người không nơi cư trú ổn định, có hai học viên đã đập vỡ bóng đèn rồi dùng mảnh vỡ rạch vào cổ mình. Sau đó họ la hét, chửi bới và ép những người còn lại phá cửa để ra ngoài. Đến khoảng 20 giờ 10 phút thì toàn bộ học viên ở hai phòng này tràn ra ngoài, tổ chức kích động, đập phá cửa sổ và đục thủng tường phòng ở các khu A1, F và G, rồi ép những học viên khác phải đi theo họ ra ngoài. Trong đêm thì hàng trăm người cầm theo hung khí, gậy gộc, ván gỗ, bình cứu hỏa mini để chống trả lực lượng bảo vệ. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai, trong số những người bỏ trốn có 220 người thuộc nhóm đối tượng xã hội, khoảng trên 340 người thuộc nhóm đối tượng có quyết định của tòa án. Hiện tại thì cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực truy tìm để đưa học viên trở lại trung tâm. Vào sáng nay ngày 24 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ thanh tra giao thông và là một trong hai người đã đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài vào chiều ngày 18 tháng 10. Ông Thuấn được xác định là đã vi phạm kỷ luật lao động khi xin nghỉ vào chiều ngày 18 tháng 10 để giải quyết việc riêng và ngày 19 tháng 10 không đến cơ quan mà không có lý do chính đáng. Đặc biệt đã có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. Cho rằng những hành vi vi phạm của ông Thuấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức thanh tra giao thông. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã yêu cầu thanh tra giao thông thành phố chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1 tháng 11 năm 2016.
Vâng, đây được coi là một quyết định kịp thời của cơ quan quản lý trong việc giải quyết vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên thì nhiều người cũng cho rằng là chưa biết thế nào, vì với một người có thân thế khá là đặc biệt như ông Thuấn thì sau này khi mà sự việc lắng xuống, dư luận không còn quan tâm nữa thì biết đâu ông Thuấn lại được đưa quay trở lại công việc cũ, hoặc thậm chí là được bổ nhiệm một vị trí tốt hơn, hay là điều động theo kiểu là túm tóc và lôi lên. Vâng, lo lắng đó thì cũng không phải là không có cơ sở, bởi vì là ngay trong ngành giao thông thì cũng đã từng xảy ra câu chuyện tương tự. Vào tháng 4 năm 2014 thì ông Đinh La Thăng, khi đó còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam, chuyển xuống làm tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. Nhưng mà đến tháng 7 năm 2015 thì ông Phạm Tuấn Anh lại được bổ nhiệm lại vào đúng vị trí cũ. Việc bổ nhiệm này đã gây ra nhiều tranh cãi. Liên quan tới câu chuyện về nước mắm, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Vinastars. Nội dung kiểm tra sẽ làm rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc là tổ chức kỹ thuật khoa học của Vinastar trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua. Bộ Công Thương cho biết là việc lập đoàn kiểm tra liên ngành được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành các quy định trong pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hiệp hội Vinastars. Theo Bộ Công Thương thì nội dung kiểm tra sẽ làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinastar, từ đó làm cơ sở xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của hội này nếu có. Thành phần của đoàn kiểm tra bao gồm đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Vâng, như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastar đã ra thông cáo báo chí công bố kết quả kiểm tra 150 mẫu nước mắm. Trong đó thì có đến hơn 67% số mẫu là không đạt chỉ tiêu Arsen, tức là thạch tín. Điều đáng chú ý là theo cái công bố của Vinastar thì các mẫu mà có độ đạm càng cao, tỷ lệ các mẫu có hàm lượng Arsen tổng vượt ngưỡng quy định lại càng tăng. Về công bố này thì giới chuyên gia khẳng định là Vinastars đã gây nhầm lẫn giữa Arsen hữu cơ luôn có mặt trong cá biển không độc và Arsen vô cơ thì lại rất là độc. Vâng, và một ngày sau khi công bố kết quả khảo sát thì đại diện của Vinastar có trả lời báo chí rằng là cuộc khảo sát trên kéo dài hơn một tháng và thực hiện với 150 mẫu từ 19 tỉnh thành, và đơn vị này khẳng định là tất nhiên là có nhà tài trợ nhưng mà cũng khẳng định là không nhận tiền tài trợ của bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện cuộc khảo sát. Thông tin về nước mắm có chứa arsen vượt ngưỡng thì đã khiến cho nhiều người hoang mang và nhiều ý kiến hoài nghi về động cơ thực sự của Vinastar khi tiến hành cuộc khảo sát này. Vâng, kết quả khảo sát cũng được cho là sẽ gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống. Đại diện của một số doanh nghiệp mà sản xuất nước mắm thì đã phản ánh là các siêu thị, các nhà phân phối đang yêu cầu giải trình, giải thích cho từng khách hàng. Thậm chí là có chuỗi siêu thị còn tuyên bố là tạm ngừng bán một số mặt hàng nước mắm truyền thống và chờ nhà sản xuất cung cấp giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Tối qua ngày 23 tháng 10, đêm thứ ba và cũng là đêm cuối cùng của chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2016 đã diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội với không khí vô cùng sôi động và cuồng nhiệt, đặc biệt là sự xuất hiện của ban nhạc rock huyền thoại đến từ Đức, Scorpions. Thế nhưng mà đằng sau cánh gà thì người ta lại đang kể một câu chuyện không mấy vui. Nhà báo Hoàng Minh Chí, người đồng tổ chức cho sự kiện này, đã cho biết là các nghệ sĩ tham gia lễ hội Monsoon thì đã phải đi tiểu vào chai vì bị bảo vệ của Hoàng thành Thăng Long chặn cửa nhà vệ sinh và đã không cho họ vào. Nhà báo Hoàng Minh Chí kể rằng đêm thứ hai của sự kiện, vài anh bảo vệ của Hoàng thành Thăng Long đã dẫn người quen đi đường tắt vào bên trong sân khấu. Ban tổ chức không đồng ý nên đã xảy ra xô xát. Thậm chí các bảo vệ này còn buông lời vô văn hóa với nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa. Bên cạnh đó, một người bảo vệ còn dọa sẽ không còn điện vào đêm có ban nhạc Scorpion tham gia. Đêm qua thì một bảo vệ đã dẫn người nhà đến gặp ban tổ chức yêu cầu cho vào chụp ảnh cùng với ban nhạc rock này. Khi nhận được cái lắc đầu thì anh ấy đã thách thức là có đánh nhau không. Sau cùng bảo vệ còn vác ghế ra ngồi chặn cửa nhà vệ sinh dành cho nghệ sĩ, khiến cho các nghệ sĩ phải đi tiểu vào chai. Ngoài ra, nhà báo Hoàng Minh Chí còn cho biết những người này còn xin đều hàng trăm vé mang ra ngoài bán chợ đen. Nhưng khi khán giả Hà Nội đã từ chối mua những vé đó thì họ quay ra cà khịa đánh nhau với những bạn tình nguyện viên bán vé đến mức phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát. Trong 3 đêm diễn ra sự kiện, đêm nào ban tổ chức cũng phải đối phó với những anh bảo vệ nóng nảy này.
Vào chiều nay thì phóng viên của chương trình Chào buổi tối cũng đã liên hệ với nhà báo Hoàng Minh Chí và được anh cho biết hiện tại thì ban tổ chức chương trình đang hoàn thiện nốt những việc cuối cùng để thanh lý hợp đồng với ban quản lý di tích Hoàng thành Thăng Long. Anh cũng cho biết thêm đây sẽ là chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa cuối cùng. Từ năm tới vì nhiều lý do thì chương trình sẽ không còn được tổ chức nữa. Lâu nay thì hầu hết các loại thuốc tránh thai đều chỉ được bào chế dành cho phụ nữ. Song theo nhiều người thì hạn chế của các loại thuốc này là cần phải tuân theo một lịch uống rất là nghiêm ngặt và có thể gây ảnh hưởng không tốt tới khả năng sinh sản của chị em. Vì thế mà loại thuốc tránh thai mới dành cho nam giới có thể sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Thuốc tránh thai dành cho phái mạnh được nhóm nghiên chuyên gia từ Đại học Wolverhampton Anh kết hợp với các nhà khoa học Bồ Đào Nha phát triển dựa trên hoạt chất peptide xâm nhập tế bào. Nó ngăn tinh trùng bơi và tiếp xúc với trứng. Nam giới chỉ cần sử dụng trước khi quan hệ ít phút. Hiện thuốc đã được thử trên tinh trùng của bò và người. Dự kiến 3 năm tới thuốc sẽ được thí nghiệm trên động vật sống và dự kiến sẽ được sản xuất dưới dạng viên uống hoặc là xịt. Loại thuốc tránh thai dành cho nam giới được kỳ vọng ra mắt vào năm 2021 sẽ đem lại hiệu quả to lớn cho nhiều cặp đôi, đặc biệt là trong trường hợp người phụ nữ không thể uống thuốc vì lý do y tế. Ngoài ra thì nó cũng giúp đàn ông tự kiểm soát khả năng sinh sản, tránh rơi vào cảnh bạn tình nói dối là đã dùng thuốc để cố tình sinh con. Vâng, từ ngàn xưa thì con người đã sử dụng rất là nhiều cách để tránh thai và trong những cách này thì có những cách được xem là vô cùng kỳ quái. Như là người Đan Mạch thì tin rằng là mặt trăng thì có thể khiến cho phụ nữ mang thai. Vì thế mà để tránh thai thì phụ nữ ở Greenland sẽ tránh nhìn vào ánh trăng tròn. Không những vậy thì trước khi đi ngủ vào ban đêm họ sẽ phải bôi một chút nước bọt lên bụng để ánh trăng sẽ không bí mật xâm nhập vào cơ thể họ khi mà đang ngủ. Và cũng có những người thì phải nằm sấp che phần bụng để mặt trăng không khiến cho họ có bầu. Hay là người Trung Quốc cổ xưa thì sử dụng thủy ngân để tránh thai. Họ sẽ tạo ra một hỗn hợp gồm có dầu và thủy ngân và sau đó thì sẽ cho phụ nữ uống khi mà đang đói bụng. Đó là những cái thời giai đoạn mà khoa học kỹ thuật còn kém phát triển thì có những cái hiểu lầm như vậy, có những cái sai lầm ngộ nhận như vậy. Nhưng mà mặc dù hiện nay thì chúng ta đã có những cái biện pháp hiện đại cũng tiện lợi giúp cho tránh thai hữu hiệu và đặc biệt là chi phí của những phương pháp này thì cũng không quá cao. Song một thực tế thì vẫn có rất nhiều phụ nữ phải đi phá thai và thậm chí không ít thanh niên vẫn còn ngộ nhận trong việc tránh thai. Đơn cử như gần đây các bác sĩ ở Bệnh viện Thận Hà Nội chia sẻ là có 2 thanh niên hiện đang là sinh viên đã phải nhập viện vì dùng túi ni lông để bảo vệ và tránh thai khi yêu. Và nguyên nhân là do 2 người này xấu hổ khi phải đi mua bao cao su. Sau búp bê Bye Bye thì bộ đồ tập bơi và lặn cho trẻ em bị yêu cầu thu hồi vì có chứa những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Hiện cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Cộng hòa Sip đang tiến hành thu hồi bộ đồ chơi nấu ăn do Trung Quốc sản xuất vì cho rằng sản phẩm này chứa hàng loạt chất cấm và có thể gây vô sinh cho trẻ. Theo cơ quan điều tra của Cộng hòa Sip thì mẫu đồ chơi được yêu cầu thu hồi khẩn cấp mang nhãn hiệu Saicheng Toys do Trung Quốc sản xuất. Sản phẩm này có số model là number 610 và mã vạch là 6080429 thuộc danh mục đồ chơi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Sản phẩm gồm có 23 món dụng cụ nấu ăn được đựng trong túi nhựa bị thu hồi do có chứa chất cấm DEHP với nồng độ lên đến 15,5% và chất DPP với nồng độ là 3,8% tính theo trọng lượng. Hai chất này thì đã bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm sử dụng để sản xuất đồ chơi, vì thế mà có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống sinh sản của trẻ nhỏ và thậm chí là gây vô sinh trong tương lai. Hiện nay thì các món đồ chơi Trung Quốc đang tràn ngập trên thị trường tại nhiều quốc gia trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Đơn giản là bởi những món đồ chơi này thì có giá cả rất là phải chăng, mẫu mã thì phong phú. Tuy nhiên thì giá rẻ thường đi kèm với vấn đề chất lượng không đảm bảo. Theo các chuyên gia thì hiện có tới 170 loại đồ chơi của Trung Quốc được tìm thấy ở Việt Nam chứa chất độc hại mà phần lớn là có thành phần làm mềm nhựa thuộc một trong những nhóm chất cực độc đối với sức khỏe của con người. Vâng, hiện nay thì có 5 món đồ chơi Trung Quốc được xếp vào nhóm cực kỳ độc với trẻ em mà các phụ huynh cần phải hết sức lưu ý, gồm có đất sét nặn, miếng dán hoạt hình, vòng, nhẫn trang trí và thú nhún. Các chuyên gia cũng cảnh báo là nếu như mà trẻ nhỏ chơi các loại đồ chơi chứa các chất độc hại này thì các em có thể sẽ bị dậy thì sớm, thậm chí là vô sinh, bị ảnh hưởng đến thần kinh, viêm đường hô hấp và thậm chí là có thể có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư.
Câu chuyện về một phụ nữ bán thịt tại Trà Vinh trúng giải đặc biệt xổ số kiểu Mỹ với giá trị giải thưởng hơn 92 tỷ đồng vẫn đang gây xôn xao dư luận. Không ít người đặt ra câu hỏi là với số tiền thưởng lớn đến như vậy thì gia đình này sẽ làm gì và tiền nhiều như vậy thì tiêu đến bao giờ mới hết. Mới đây nhất thì gia đình này đã chi khoảng 1 tỷ đồng để phát gạo và tiền cho những người nghèo ở địa phương. Có thể nói là việc trúng thưởng một số tiền lớn từ xổ số đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại nhiều nước trên thế giới khi mà các chương trình xổ số ngày càng nhiều và giá trị giải thưởng thì cũng tăng dần. Song với một số tiền khổng lồ, không làm mà lại có, không ít người trúng số đã phải trả cái giá quá đắt vì lời nguyền xổ số, và câu chuyện sau đây là một ví dụ. Năm 2012, vợ chồng Gillian và Adrian Bayford, người Scotland, trúng số giải độc đắc trị giá 148 triệu bảng Anh, tức là tương đương với hơn 4.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngay sau đó, họ nhanh chóng mở rộng kinh doanh và mua một căn nhà lớn để cho thuê. Những tưởng cuộc sống từ nay sẽ đổi khác, song khối tài sản khổng lồ đã biến thành một lớp sương mù dày đặc che lấp đi cả những giá trị cốt lõi trong cả tình thân lẫn mối quan hệ của cặp vợ chồng gắn bó nhiều năm. Chỉ 15 tháng sau khi trúng số, cặp vợ chồng này đã tuyên bố ly hôn. Bố mẹ Gillian cũng lấy của cô này 20 triệu bảng và tuyên bố là sẽ từ mặt con gái. Tuy nhiên đến khi tiêu hết tiền thì họ lại đến tìm cô. Ngoài ra, việc trúng số của vợ chồng Bayford đã khiến cho một số bạn bè của cặp đôi này xa lánh họ. Sau khi ly hôn, Adrian đã gặp người tình mới là Samantha Woodbridge, kém anh 16 tuổi tại một quán bar. Adrian cầu hôn cô, đưa cô về căn hộ trị giá 6 triệu bảng Anh. Còn Gillian, cô quen và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông làm nghề buôn xe ô tô sau khi tình cờ gặp anh này khi đang đi mua một chiếc xe Audi. Tiếp tục chương trình Chào buổi tối với tiểu mục Chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam thì cơm được coi là món chính trong mọi bữa ăn. Chẳng bởi thế mà chúng ta vẫn gọi là bữa cơm, chứ không ai gọi là bữa rau hay là bữa thịt cả. Và cũng chính bởi tầm quan trọng này mà người tiêu dùng hiện nay thì ngày càng chú trọng hơn tới việc lựa chọn gạo cho bữa ăn của gia đình mình. Và nói đến gạo thì có lẽ tâm lý chung của nhiều người sẽ là gạo Thái thì sẽ thơm và ngon hơn so với gạo Việt. Vì thế, dù gạo Thái có đắt hơn thì các bà nội trợ vẫn sẵn sàng chi tiền để mua, cốt là gia đình mình có những bữa ăn ngon. Nhưng trên thực tế thì gạo Thái cũng là một trong những loại thực phẩm dễ bị làm giả nhất. Bởi chỉ vì cần có vài giọt hóa chất tạo mùi là chúng ta đã có thể biến một loại gạo nào đó thành gạo Thái rồi. Vậy vì sao người Việt lại chuộng gạo Thái đến như vậy? Gạo Thái có thực sự tốt hơn, ngon hơn so với gạo Việt không? Và ăn gạo phun tẩm hóa chất thì sẽ gây ra những nguy cơ gì cho sức khỏe? Khách mời trường quay của chúng ta ngày hôm nay, chuyên gia Nguyễn Trí Ngọc, nguyên cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc này. Và đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Trí Ngọc đã đến với chương trình của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Trí Ngọc, chúng ta nói rằng là ăn ngon, mặc đẹp đấy là một nhu cầu rất chính đáng của mọi người. Vậy nên người Việt Nam họ chọn gạo Thái với cái niềm tin rằng là gạo Thái ngon hơn, tốt hơn thì họ chọn thì cũng không có gì là bất bình thường cả. Tuy nhiên thì tôi băn khoăn là gạo Thái thì có thực sự là ngon hơn và tốt hơn so với gạo Việt không ạ? Sản xuất lúa gạo của Việt Nam khác với sản xuất lúa gạo của Thái Lan. Sản xuất lúa gạo của Việt Nam chúng ta với số dân sấp xỉ 100 triệu người, diện tích canh tác có 4 triệu hecta. Còn Thái Lan ít hơn, 65-70 triệu dân mà diện tích canh tác là hơn gấp đôi của Việt Nam. Cho nên phương thức canh tác lúa gạo của Thái Lan khác với phương thức canh tác lúa gạo của Việt Nam. Họ chủ yếu là sử dụng giống dài ngày và cấy một vụ, sử dụng nước trời là chủ yếu. Họ có những cái giống truyền thống và chất lượng cao mà dẫn đến cái câu chuyện là gạo của họ thơm hơn và ngon hơn. Thái Lan đã được ưa chuộng trên thị trường của không phải chỉ của Việt Nam, của cả thế giới. Và trong cái phân khúc gạo của thế giới thì gạo Thái Lan cũng là một loại gạo có chất lượng cao. Như vậy gạo Thái thì hơn gạo Việt, đó là một sự thực mà chúng ta cũng đã nhìn nhận được, đúng không ạ? Nhưng tôi băn khoăn là cái giá trị dinh dưỡng của gạo thì nó được quyết định bởi những yếu tố nào? Giá trị dinh dưỡng của gạo ấy thì được quyết định bởi những yếu tố dinh dưỡng quan trọng như sau: hàm lượng aminoza, hàm lượng protein trong gạo, thì đấy là những cái hàm lượng hóa chất cơ bản. Cái đó nhưng thì gạo Việt có không ạ? Có đầy đủ mà thậm chí lại có tốt nữa là khác. Thế ạ? Và cái thứ hai là cảm quang. Cảm quang ở đây là gì? Là hạt gạo dài, thơm, trắng, dẻo. Tất cả những yếu tố đó là cảm quang và người tiêu dùng, mọi người có thể nhận thấy điều đó. Thì những cái giống gạo Việt Nam của chúng ta có hay không? Tôi khẳng định là có cả trong Nam, có cả ngoài
ngoài Bắc. Tuy nhiên, để những cái giống gạo đó vào được thị trường, vào được cái bếp của mỗi gia đình ấy, công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, chúng ta đã làm, có thể nói đã có nhiều cố gắng trong thời gian vừa qua, nhưng mà làm để như được người Thái chắc chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Ít nhất là tôi cũng có một chút an ủi, đó là nếu mình ăn gạo Việt thì hoàn toàn có thể tin là nó đủ các chất, không thua kém gì so với gạo Thái. Chính xác là như vậy. Và ông cũng vừa nói đến cái yếu tố cảm quan, thì đúng là bây giờ khi mà người ta chọn gạo, ngay cả tôi xem những cái quảng cáo trên truyền hình thì những cái bát cơm trong cái quảng cáo đấy thì cơm phải hạt gạo trắng muốt, tôi cảm giác là trắng như là bông ấy, thì người ta mới cho rằng đấy là cơm ngon. Vậy thì cái xu hướng người ta chọn theo cái cảm quan như thế thì có là bình thường không ạ? Có nghĩa là cứ nhất thiết phải gạo trắng như thế mới ngon không ạ? Tôi nghĩ đó là câu chuyện bình thường trong tiêu dùng của con người trước cái đòi hỏi đa dạng của cuộc sống và cái đáp ứng rất đa dạng của thị trường. Và vì vậy, câu chuyện chúng ta trao đổi ngày hôm nay để một lần nữa cảnh báo đến một cái câu chuyện là hạt gạo, mà đặc biệt là một món ăn chính trong mỗi bữa cơm của người Việt Nam của chúng ta cũng cần phải tính đến. Để gì? Nó đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, để đảm bảo cái dinh dưỡng cho cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cũng phải chú ý đến cái yếu tố mà cảm quan để người tiêu dùng người ta lựa chọn theo tâm lý, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tôi băn khoăn một chút là, vậy thì những cái yếu tố ví dụ như gạo trắng này, gạo thơm này, nếu trồng một cách tự nhiên thì nó có thể đạt được cái yếu tố đó không? Đặc biệt là rất là thơm như gạo Thái, hay là chúng ta trong quá trình gia công chế biến sau đó thì có những cái sự can thiệp nào? Như vậy thì chúng ta thấy ngoài cái đặc điểm đặc tính di truyền của một cái giống, và trên thì tôi cũng đã phân tích, nó còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng nơi vùng chúng ta trồng, thì không loại trừ là những yếu tố tác động bằng cái hóa chất, bằng những cái tác động khác của con người. Thí dụ một cái câu chuyện rất là bình thường, người ta nấu cơm nếp, có những cái lá tự nhiên, lá nếp cho vào nồi cơm ấy, thì nó có mùi cơm, vâng, cơm nếp. Thế thì trong thị trường của chúng ta có những cái hương liệu bằng xuất phát từ hóa chất cũng đã có thể làm thay đổi cái bản chất, cái chất lượng của hạt gạo. Thí dụ làm nó trắng hơn, nó thơm hơn, cái đó không loại trừ. Và vì vậy là người tiêu dùng phải biết chọn cái xuất xứ, cái nguồn gốc của hạt gạo để đảm bảo nó thực sự an toàn. Vâng, ví dụ chúng ta ra chợ mà mua những cái loại gạo mà chỉ cắm một cái biển ghi là gạo tám thơm, tám Thái như thế này thì có dễ để tin rằng đây là gạo đúng là xuất xứ từ Thái Lan thật không? Rõ ràng là rất khó có thể tin được. Vì thị trường, mà đã nói đi thị trường thì mọi việc đều có thể xảy ra. Giúp cho người tiêu dùng để tiếp cận cái câu chuyện này thì rõ ràng chúng ta đã có một loạt những hệ thống các cửa hàng sạch. Trong đó có cả những cái sản phẩm hữu cơ, mà gạo hữu cơ đó chính là những sản phẩm sạch. Vâng, chúng ta cũng sẽ nhắc đến câu chuyện về gạo sạch ở cái phần sau của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta, như ông cũng có vừa nói rằng là hiện tại thì người ta hoàn toàn có thể có những cái thủ thuật để biến được những cái gạo thường thành những cái gạo phẩm cấp cao, ví dụ như là gạo Thái chẳng hạn. Chúng tôi cũng đã đến những cái chợ hóa chất ở Hà Nội, ví dụ như là phố Hàng Buồm, hay là ở Sài Gòn thì đó là chợ Kim Biên, là những cái chợ hóa chất và hương liệu rất là nổi tiếng và rất là dễ mua được những cái thuốc xịt để cho cái gạo nó có mùi thơm như gạo Thái. Vậy thì những cái hóa chất này nếu mà chúng ta dùng thì nó có tác động gì đến sức khỏe không ạ? Nhất là dùng lâu dài. Đã nói đến cái tác động của hóa chất đối với cái việc sử dụng vào các cái sản phẩm nông sản nói chung, trong đó có gạo nói riêng, thí dụ như chất bảo quản, chất tạo màu là có, và cái đó ảnh hưởng đến sức khỏe là đương nhiên. Vấn đề ở đây là tùy từng trường hợp cụ thể để ta đi đến một cái câu chuyện là ảnh hưởng đến như thế nào và nó ảnh hưởng ở giai đoạn nào. Tuy nhiên mọi cái câu chuyện này trong điều kiện thị trường hiện nay đều có thể diễn ra, và vì vậy thì chúng ta lại quay về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để truy xuất được cái nguồn gốc của cái sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta cũng biết là trong cái thời gian vừa qua, cái xuất khẩu gạo của Việt Nam chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có một cái câu chuyện mà nhiều lô hàng, nhiều container hàng bị trả về vì cái hàm lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật còn ở trong đó, còn quá cả những cái liều lượng quy định cho phép. Thì đấy là xuất khẩu. Và người Việt Nam của chúng ta trong cái tiêu thụ nội địa cũng không loại trừ những cái trường hợp đó có thể xảy ra. Xuất khẩu được coi là có những cái đòi hỏi rất là khắt khe mà chúng ta cần làm như vậy để bị trả về, nên không nói gì đến việc là hàng sản xuất đại trà cho người tiêu dùng. Hơn nữa xin được cảm ơn những cái chia sẻ, những cái thông tin hữu ích của chuyên gia Nguyễn Chí Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin mà chuyên gia Nguyễn Chí Ngọc vừa chia sẻ thì có thể thấy là xính ngoại thì từ lâu đã là một tâm lý của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những người dùng có thu nhập trung bình và cao trở lên.
Tuy nhiên, nếu không có những cái hiểu biết nhất định trong việc lựa chọn thì hàng ngoại đôi khi lại chưa chắc đã tốt bằng hàng nội, thậm chí là còn có thể gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe cho chính những người sử dụng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại là thực trạng này thì cũng phản ánh một phần vấn đề của chúng ta. Nước ta được coi là một nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nhì trên thế giới, nhưng mà cái tâm lý người tiêu dùng hiện nay cũng phần nào phản ánh được cái chất lượng của mặt hàng ở trong nước, cụ thể ở đây là một mặt hàng gạo. Và một ví dụ không xa đó là ngay trong tháng 10 này thì một số lô gạo Việt xuất khẩu sang Mỹ đã bị trả về do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Và có lẽ cũng còn phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể thực sự được ăn được gạo ngon, gạo an toàn do chính người Việt Nam sản xuất và được bán một cách đại trà. Và từ đây thì chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.